Cung An Định, vài giờ trước đêm trình diễn chính thức. Moussbaba cùng các nghệ sĩ Mali và Việt Nam đang khẩn trương hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho sự thành công của đêm nhạc đương đại mà anh và các nghệ sĩ sẽ trình diễn trong khuôn khổ của Festival Huế 2014. Vốn là một người kỹ tính, ca sĩ, nhạc sĩ đến từ Mali, quốc gia Tây Phi nằm trong cộng đồng Pháp ngữ, đã tự tay thử từng nhạc cụ để chắc chắn rằng sẽ không có bất kỳ một sai sót nào xảy ra trong đêm biểu diễn chính thức. Khi thì dùng dùi thử trống, khi thì lại tự tay kiểm tra âm thanh của chiếc đàn Ngoni. Tất cả cho thấy sự nghiêm túc, cẩn mẫn, tỉ mỉ trong lao động nghệ thuật của Moussbaba. Dự án hợp tác âm nhạc Mali-Việt Nam ra đời cuối năm 2012. Đây là một sự kết hợp đầy bất ngờ nhưng không kém phần thú vị khi các nghệ sĩ tìm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc giữa hai quốc gia. Ba nghệ sĩ Mali, trong đó có Moussbaba cùng với ba đồng nghiệp Việt Nam đã làm việc cật lực trong nhiều tháng liền nhằm mang tới công chúng sản phẩm âm nhạc đặc sắc và đầy sáng tạo. Cette fusion en fait c'est pour la promouvoir les deux cultures ensemble. Dự án âm nhạc pha trộn của chúng tôi nhằm quảng bá văn hóa của hai nước. Âm nhạc của Việt Nam và Mali hoàn toàn khác biệt, bởi vì âm nhạc của đất nước chúng tôi thì sôi động, trong khi âm nhạc Việt Nam của đất nước các bạn thì nhẹ nhàng và sâu lắng hơn. Là người có công đầu khởi xướng dự án nhạc pha trộn mang tên mình, ca sĩ, nhạc công bộ gõ Moussbaba là một gương mặt được nhiều người biết đến trên các sân khấu âm nhạc trong thời gian qua ở thủ đô Hà Nội. Chính nhờ hoạt động tích cực của mình tại Việt Nam mà Moussbaba đã có dịp tiếp cận với các nghệ sĩ của đất nước hình chữ S. Trong đó, anh đặc biệt ấn tượng với nghệ sĩ đàn tranh Vân Mai. Moussbaba đã dành tới tận 6 tháng để cùng tập luyện với Mai Tranh, cái tên thân thuộc mà anh dành tặng cho nghệ sĩ đàn tranh của Việt Nam, để đưa giai điệu thánh thót của đàn tranh hòa quyện với nhịp điệu mạnh mẽ, sôi động của châu Phi, tạo ra sự phong phú, hài hòa cho giai điệu. J'avais rencontré une fille qui jouait de la danchan. Tôi đã gặp một nữ nghệ sĩ chơi đàn tranh. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể kết hợp để làm một sản phẩm chung. Cô ấy nói rằng không thể, còn tôi lại cho rằng mọi điều đều có thể. Và chúng tôi đã biểu diễn cùng nhau lần đầu tiên tại một buổi hòa nhạc tại Hà Nội và mọi chuyện bắt đầu từ đó. Có thể nói, âm nhạc truyền thống Tây Phi pha trộn với âm nhạc truyền thống của Việt Nam đã gắn kết mọi người lại với nhau, vượt qua rào cản về ngôn ngữ. Các nghệ sĩ đã tìm được tiếng nói chung trong âm nhạc. Mọi người có thể dễ dàng hiểu nhau mỗi khi tiếng đàn, nhịp trống được cất lên. Tôi nghĩ rằng không có biên giới trong âm nhạc. Nói như vậy là vì tất cả bình đẳng, âm nhạc của Việt Nam, âm nhạc của Mali đều giống nhau bởi đơn giản đó là âm nhạc. Cung An Định, 19h30 phút ngày 18 tháng 4, đêm biểu diễn chính thức của Moussbaba và các nghệ sĩ bắt đầu. Khán giả đã đến chật cứng sân khấu ngoài trời và háo hức chờ đón đêm biểu diễn thật đặc biệt này. Trên sân khấu, Moussbaba cùng các nghệ sĩ đã cháy hết mình với những giai điệu vừa mạnh mẽ, uyển chuyển và thánh thót. Lần lượt 8 bài hát do chính Moussbaba sáng tác và thể hiện đã được anh giới thiệu tới công chúng. Khán giả đã không thể ngồi yên trước một thể loại âm nhạc mê hoặc. Họ đã bật dậy, lắc lư, vỗ tay theo tiếng trống, tiếng đàn và cả giọng hát đầy lôi cuốn của ca sĩ chính Moussbaba. Nghệ sĩ tài năng người Mali còn khiến khán giả hưng phấn và hát theo anh trong từng câu hát. Dường như khoảng cách về địa lý cũng như những khác biệt trong văn hóa giữa hai nước Việt Nam và Mali đã không còn nữa, mà hòa chung làm một trong những giai điệu tràn đầy xúc cảm
Và chính những giai điệu tuyệt vời ấy đã xóa đi mọi rào cản về ngôn ngữ, màu da. Đây thực sự là một buổi biểu diễn đầy năng lượng và rất vui. Tôi cũng rất hài lòng vì có rất nhiều khán giả. Mọi người đã vỗ tay, đã nhảy múa. Tôi nghĩ rằng mọi người đều rất là vui. Đó là mục đích của buổi biểu diễn này. Tôi cũng đã nhún nhảy theo những cái nhạc điệu của họ. Rất là vui, hôm nay rất là vui. Thật sự là không khí rất là sôi động. Cảm ơn đoàn nghệ thuật Musbaba đến từ Mali rất là nhiều. Hôm nay, chúng tôi đã thành công một cách mỹ mãn. Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ Mali và Việt Nam đã thực sự có hiệu quả trên sân khấu. Chúng tôi thực sự đã giành được kết quả tốt. Tranh thủ quãng thời gian ngắn ngủi của mình ở Huế trước khi tới Hội An để chuẩn bị cho đêm nhạc tiếp theo của mình tại đây, Musbaba đã có dịp khám phá các danh thắng và cuộc sống của con người nơi mảnh đất cố đô. Musbaba cùng với người bạn mà anh mới quen tại Festival Huế 2014 đã đạp xe một vòng để ngắm nhìn phố xá. Họ dừng chân ở một quán cà phê ven sông Hương để có thể từ đây ngắm cầu Tràng Tiền, biểu tượng của thành phố Huế. Qua lời giới thiệu của người bạn, Musbaba đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi những câu chuyện xung quanh danh thắng lịch sử nổi tiếng đã đi vào thơ ca này của Huế. Anh cũng ghé thăm một địa danh không thể bỏ qua đối với du khách nước ngoài trong mỗi lần đến Huế, đó là Đại Nội. Chia sẻ về những dự định của mình trong tương lai, Musbaba cho biết anh đang ấp ủ kế hoạch đưa dự án nhạc pha trộn đi lưu diễn tại Mali, quê hương Anh và các nước châu Âu. Hiện, Musbaba và các nghệ sĩ trong ekip đang tiến hành thu âm và làm video clip quảng bá cho dự án âm nhạc của mình. Chúc cho ước mơ này của anh sớm thành hiện thực.